Dòng máy hệ G370 nha anh em. Dạ lên có chống rung, có phanh đồ các kiểu đầy đủ ha. Đặc biệt là một cái cây lam xịn Latin có tản nhiệt ha. Đây phanh nè. Ví dụ như tháo cái cây lam này ra, hai cây lam điểu vô thôi là có thể rẻ được hơn gần 500-600 ngàn rồi. Thay một bộ xích điểu vô thôi có thể rẻ thêm được 200-300 ngàn nữa rồi. Đó, còn hàng ở đây là hàng chất lượng nha. Kim rất đẹp. Trầm ấm ha và chắc đó, có phanh. Cái dòng này là dòng cưa hệ anh em, tức là dòng mà cưa hợ xài á. Anh em mà hay thấy mà dòng mà hợ cưa cây mướn đó, nó hay dòng ví dụ như 10 ông là hết khoảng 8 ông là đều có cái dòng G370 này rồi. Mà cái thời điểm mà sốt đất, mà thời điểm mà bất động sản nó lên giá anh em, là người ta cưa cây đồ làm dự án phá rừng đồ này kia các kiểu đó, thì cái dòng G370 này có thời điểm nó lên gần 6,5 triệu một cây nha. Mà hiện nay thì hết sốt rồi, đất nó hết sốt rồi, tới em sốt, nên là bây giờ em bán cho anh em chỉ giá có 4,2 triệu thôi. Mà cái lam là lam xịn nha anh em, lưu ý G370 nó dễ có lai đồ là tạp chất lắm nha, với lại là dễ dính những cái cưa mà anh em mua phải cưa phế thải của hợ cưa cây, nên mà nó sàn nó quăng ra nó bán lại cho anh em á là dễ dính xương lắm nha. Còn hàng của em là hàng bao chuẩn cho anh em là từ Nhật về ha. Đấy, anh em ham mà rẻ mà khơi khơi ha là hay bị dính ha. Dính mua cái cây G370 mà của họ nó cưa là rồi xong mà nó hải ra rồi nó bán lại cho anh em, là anh mua cây đó cho anh em về cho anh em sửa chết luôn đó. Đây máy rất là đẹp nha, chế bao quanh bờ rồ ha, lọc gió nè ha, chụp bugi còn zin luôn nè ha, nó màu cam. Thằng G là nó đặc trưng của nó là cái chụp bugi của nó là màu cam vậy đó. Nắp lọc gió chỉ mở có chưa tới 30 giây là có thể tháo ra vệ sinh nè. Dòng ETA nè ha, khởi động electronic nha. Đó. Rồi xích thì rất là dày nha anh em, xích là cực kỳ dày luôn, xích chẳng khác nào xích mới. Rồi có cái lam tản nhiệt luôn ha. Đó, con này thì lam nó là tầm 4-2 cái máy này thì anh em cầm khá là nhẹ, xoay chuyển cưa trên cao hay cắt ở dưới đất đều là ok hết. Đó, cái dòng này thì nó lợi hại ở chỗ là nó rất là nhỏ gọn nhưng mà cưa thì cực kỳ quy lực nha nè. Quá quy lực luôn á ha. Cái lam là cái lam Latin. Nội cái lam này không mà tháo bán 6-700 ngàn là có người lụm liền, tại vì hàng nó là hàng tháo máy thì G370 ra quá đã. Nha. Còn xích thì còn cực kỳ dày nha. Đây anh em xích nè. Cái ngón tay cái của em, ngón trỏ của em mà dày còn chưa bằng cái xích của nó đó. Cái xích nó còn dày hơn một cái ngón tay trỏ, ngón trỏ em nữa. Ngón trỏ này bự lắm. Đó. G370. Anh em mà có tiền mà đầu tư cái con này, đợi đất nó sốt lại làm dự án ha, đem con này cưa là cực kỳ lợi xăng, rất là đã nha anh em. Nó mấy cái hàng mà cưa Trung Quốc 5.200, 5.500, 5.100 đồ các kiểu đó là nó nhái từ G370 này thôi, nhái theo cái form á anh em thấy. Mấy hàng cưa mà Trung Quốc mới cưa tàu á là cũng bây giờ cưa tàu bây giờ rẻ gì mà cỡ tầm hàng này là cũng tầm 2,000,000 cây, đâu rẻ hơn nữa anh em. Còn rẻ hơn nữa là hàng nhái nha, hàng nhái anh em chạy anh mua dê đang chạy là gãy cho dê nó đâm ra người anh em nguy hiểm lắm, nó mỏng dần nó mỏng như là lưỡi lam vậy đó. Còn hàng là hàng xịn á, bê tông rồi này kia còn rất là ngon đó. Nói chung là đây là một cái con hàng hệ nha anh em, nào biết chơi thì mình nhìn vô là mình lụm, mà mình thấy cái giá nó mềm như thế nào mình lụm thôi. Còn ví dụ như anh em chưa biết chơi thì có những dòng máy rẻ hơn tầm 1,8-1,7 triệu luôn này kia là vẫn có cho anh em xài ha. Còn đây là dòng máy hệ nha, anh em nào có kinh tế hoặc là có xài kinh qua nhiều máy cưa, nhất là mấy máy cưa tàu rồi, anh em xài con này là ghiền liền. Hoặc là nó một câu đơn giản thôi, một khi mà anh em xài G370 rồi anh em sẽ không muốn xài con nào khác, tại nó quá ngon quá êm đi. Cũng giống như là em đang xài con iPhone 13, 14, 15 rồi, ngày bây giờ kêu em xài lại mấy cái Oppo rồi này kia, Samsung rồi không xài, nó không êm ha. Đó, một khi anh em đã vươn tới tầm đẳng cấp rồi nó VIP rồi anh em ha. Rồi ok, anh em nào có mua thì liên hệ em ha, 0967100003 nha anh em, có số giúp lào luôn đó.